Lễ kết nạp, hội viên mới và công bố quyết định, câu lạc bộ dân vũ, hội người cao tuổi U70 Đình Tràng Lam Hạ, Đình Tràng ngày 30 tháng 9 năm 2023. Đại biểu, khách mời, đưa vào thẻ cán bộ hội viên. Và theo hiệp đi thì bây giờ đã đến giờ để cho buổi lễ được làm việc ạ. Xin đề nghị các vị ổn định tổ chức, ổn định vị trí để buổi lễ xin được bắt đầu ạ. Các buổi để mở màn cho buổi lễ quốc tế người cao tuổi, tôi xin trân trọng giới thiệu bà Hoàng Thị Quế cùng với đội văn nghệ lên khai mạc không khí đầu tiên của buổi lễ hôm nay. Xin kính mời đội văn nghệ. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban lãnh đạo các cấp, kính thưa toàn thể các cụ hội người cao tuổi thôn Đình Tràng, hòa chung niềm vui của đất nước, đồng thời ra mắt câu lạc bộ văn nghệ dưỡng sinh hội người cao tuổi thôn Đình Tràng, tôi thay mặt cho đội xin kính chúc các quý vị đại biểu, kính chúc ban lãnh đạo các cấp, chúc toàn thể các cụ trong hội người cao tuổi thôn Đình Tràng được mạnh khỏe, lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết, một vị tướng tài ba nỗi làm của dân tộc ta, đánh trăm trận trăm thắng kẻ thù thiệp phía kinh hồn, giờ đây người không còn nữa, đã về nghỉ nơi yên giấc ngàn thu. Đó là bài hát chèo người về nghe tiếng sóng du do câu lạc bộ người cao tuổi trình bày, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Sóng du giấc ngủ anh hùng, gió đưa câu hát điệp trùng ngàn là xưa. Quảng Bình quê mẹ tiến đưa, vũng chùa Đào Yên bây giờ đón trở ý về nơi đất mẹ, biết danh sông nước trong xanh, lời ru của biển êm đi ngọt lành. Cầm quân đi theo ý đảng
bác Hồ sự vững cơ đồ. Chiến thắng trận Điện Biên, bốn biển không quên một mùa ban ngát dân 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 dân
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chi ủy viên cùng đông đảo công các bà
là cán bộ các đoàn thể cũng và một đông đủ các hội viên đã có mặt đầy đủ, xin được nhiệt liệt chúc mừng. Và sau đây tôi xin thông qua nội dung của buổi lễ hôm nay. Buổi lễ hôm nay là chúng ta kỷ niệm ngày 1 tháng 10 hôm nay là tròn 33 năm ngày quốc tế của hội người cao tuổi, kết nạp hội viên mới thông qua quy chế và một số những vấn đề nhiệm vụ của quý 4 năm 2003. Về phần nội dung này tôi xin mời ông hiệu trưởng lên tóm tắt và triển khai trước buổi lễ. Xin mời ông Đảm. Chương trình hôm nay báo cáo các vị là nội dung của hôm nay. Nhất là chào mừng đại hội lễ kỷ niệm 33 năm ngày quốc tế người cao tuổi, mùa 1 tháng 10 năm 1991, mùa 1 tháng 10 năm 2023. Báo cáo các vị là như này. Về chương trình thì đúng là như thế, nhưng về thủ tục thì báo cáo các vị cũng thông cảm cho, vì đúng theo cái quy định của người cao tuổi thì lễ là lễ kết nạp đầu tiên, xong với ý nghĩa của cái ngày 1 tháng 10 đấy, báo cáo các vị là thông cảm cho là về cái phần đấy. Thì thứ nhất ý, là hội viên chúng ta mời đến đây kết nạp thì báo cáo các vị là phải làm lễ kết nạp trước, thì các vị mới có điều kiện ngồi nghe toàn bộ cái nội dung của cái buổi họp hôm nay. Trước tiên là báo cáo thì tiên là các vị thông cảm cho vì cái tiếp này là nó đúng theo cái chương trình đề nó như vậy, thì báo cáo thì tiên. Về nội dung báo cáo các vị là trước tiên là tôi sẽ thay mặt cho ban chấp hành chi hội người cao tuổi sẽ công bố cái quyết định thứ nhất. Xin công bố hội người cao tuổi phường Nam Hạ, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Nam Hạ ngày 30 tháng 9 năm 2023. Quyết định căn cứ luật người cao tuổi Việt Nam ngày 23 tháng 11 năm 2009, căn cứ điều lệ người cao tuổi Việt Nam, xét đề nghị của ban chấp hành chi hội người cao tuổi tổ dân phố Đình Tràng, ban thường trực hội người cao tuổi phường Nam Hạ quyết định điều 1 công nhận các ông bà có tên trong danh sách kèm theo thuộc chi hội người cao tuổi tổ dân phố Đình Tràng, phường Nam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Điều 2 chi hội người cao tuổi tổ dân phố Đình Tràng và hội người cao tuổi có tên các đồng chí có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Điều 3 quyết định này có hiệu lực kể từ ngày chi hội tổ chức lễ kết nạp. Xin báo cáo các đồng chí là tôi xin đọc các cái tên các đồng chí được kết nạp buổi lễ ngày hôm nay. Mời các đồng chí nào có tên thì đồng chí lên thứ tự sẽ đứng theo hàng ngang. Thứ nhất là ông Nguyễn Văn Dũng, xin mời ông lên trên ạ. Thứ hai là bà Trịnh Thị Bích, xin mời bà lên trên ạ. Thứ ba là bà Nguyễn Thị An. Thứ tư là bà Nguyễn Thị Nguyệt, xin mời bà lên trên này. Thứ năm là bà Bùi Thị Thu Hiên. Thứ sáu là ông Nguyễn Văn Quỳ. Thứ bảy là bà Phạm Thị Bích Thị Bí. Thứ tám là bà Nguyễn Thị Vân.
8 là bà Nguyễn Thị Vân, 9 là bà Dương Thị Liên. Xin báo cáo quý vị là được thờ ủy quyền có chị Võ Thị Nhàn, chủ tịch hội người cao tuổi, xin trao quyết định cho các thành viên. Thank you.
con của thành viên đội văn nghệ U70 hôm nay là rất là nhạy cảm, rất là quan tâm đến đội văn nghệ U70 và quan tâm đến người mẹ. Xin mời chị Yến vào tặng hoa cho đội văn nghệ. Xin mời Nga và Nga trở lại vị trí. Nga cảm ơn cháu không vào. Kính thưa các vị đại biểu, hôm nay là kỷ niệm 33 năm ngày quốc tế về cao tuổi. Tôi xin được phép nêu lên một số những cái ý kiến và những cái nguyên vọng của trong cái ý nghĩa của ngày mùng 1 tháng 10. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Nam Hạ, ngày 1 tháng 10 năm 2023. Kính thưa ông Trịnh Quang Nga, chủ tịch hội người cao tuổi phường Nam Hạ. Kính thưa các đồng chí đại diện cho đảng, chính quyền, các cấp đoàn thể chính trị xã hội trong tổ dân phố. Kính thưa các cụ ông bà, kính thưa các vị khách quý. Trước hết tôi xin được gửi tới các vị đại biểu các tấm gương hiển hình tiên tiến đến từ hội người cao tuổi tổ dân phố Đình Tràng lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa các cụ, các vị khách quý, trường gọi vui vẻ tiếp tục và chỗ dựa tinh thần là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo. Kính thưa các cụ và các vị khách, kể từ khi còn nhỏ, trẻ em Việt Nam đã được ngày con người cha mẹ ông bà hiếu thảo và ông bà cha mẹ kính trên nhường dưới, kính lão bắt họ, cô nương đến trẻ lại câu đến già, đi hỏi già về hỏi trẻ, và rất nhiều lời dạy khác, tất cả đều thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn, tình cảm yêu thương và trách nhiệm đối với người cao tuổi Việt Nam. Ai ai cũng biết, cũng tự hào về hội người hội Thiên Hồng, nơi ý chí sắt đá từ các cụ cô lão được lan tỏa từ những phong trào đến chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Kính chúc các vị đại biểu khách quý một sức khỏe thành công trong mọi lĩnh vực. Kính chúc các cụ người cao tuổi tổ dân phố Đình Tràng không ngừng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn. Chúng ta thành lập phóng tư chỉ bộ trưởng ban tác vật trận của tổ dân phố Đình Tràng. Kính thưa các cụ, ông các bà trong chi hội tổ dân phố Đình Tràng, thực hiện cái nghị quyết của ban chấp hành hội người cao tuổi phường Nam Hạ, hôm nay là ngày 30 tháng 9, thì chi hội tổ dân phố Đình Tràng tổ chức cái hội nghị là kỷ niệm 33 năm ngày quốc tế người cao tuổi và sơ kết công tác của chi hội quý ba để ra phương hướng nhiệm vụ quý tư năm 2023. Thế thì theo chương trình ý, thì để chuẩn bị tốt cho cái quý tư năm 2023, đặc biệt là chuẩn bị làm hồ sơ thủ tục để công tác mời gọi năm 2024 diễn ra được thuận lợi và đầy đủ, thì chúng tôi đã triển khai tất cả các chi hội. Quý tư là cái thư ký cuối cùng của năm mà chúng ta hoàn thành một số các cái công việc, thì cũng xin báo cáo với hội nghị là trong quý ba ấy, quý cuối năm luôn luôn là hoàn thành tất cả nhiệm vụ và hoàn thành công tác của hội năm 2023 và tiến tới năm 2024 thắng lợi. Các bạn xin trân trọng cảm ơn. Thank you.
với toàn thể cán bộ hội viên và các tuổi đi chàng. Chúng ta đã vừa rồi nghe ông Trịnh Quang Nhàn rất quan tâm chi hội đi chàng về dự phát biểu ý kiến chỉ đạo và chúc mừng các tổ văn nghe. Thì ông chủ tịch có tặng quà cho cái đưa lên tổ văn nghe. Thì tổ dân phố đi chàng thì thay mặt ban chấp hành xin chân thành cảm ơn ông chủ tịch, kính chúc ông luôn mạnh khỏe, lãnh đạo hội người cao tuổi phường La Ba ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền vững. Tiếp chương trình là đội văn nghệ sẽ tiếp tục biểu diễn những lời ca tiếng hát để bế mạc và chúc mừng cái buổi lễ hội người cao tuổi quốc tế cũng như là hội người cao tuổi của địa phương ta. Xin mời bà Hoàng Thị Quế tiếp tục chương trình lời các lời ca tiếng hát đến tập thể. Xin mời đội U70 hát bài múa bài đời bác hát trong lòng đường tỏ sự đoàn kết của các dân tộc đã mang ở quý vị cùng thưởng thức. Thank you.